Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga SVR, ông Sergei Naryshkin tin rằng năm 2024 Thế giới Ả Rập sẽ là trung tâm của cuộc đấu tranh vì một trật tự thế giới mới Tham vọng của giới tình hoa theo chủ nghĩa toàn cầu Nhằm đóng vai trò bá chủ thế giới đang bị tàn vỡ Ông Nariskin nhấn mạnh đến cuộc xâm lược Iraq. Mùa xuân Ả Rập khét tiếng đã tàn phá Libya và Yemen. Cuộc chiến kéo dài ở Syria, sự nổi lên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo và những nỗ lực nhằm thiết lập các cực Sunni và CIA ở Trung Đông chống lại nhau. Ông cũng cho rằng đây chỉ là một vài trong số những biểu hiện tội phạm về tư tưởng chiến lược ở các nước phương Tây. Theo ông Nariskin, Nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của chính sách phiến diện và thiển cận này của phương Tây cực kỳ đơn giản, đó là sự thức tỉnh thực sự của các dân tộc Trung Đông, trái ngược với mùa xuân Ả Rập khét tiếng 10 năm trước. Thế giới đa cực đã là một thực tế mà những người theo đuổi chủ nghĩa toàn cầu hóa sẽ không thể bỏ qua. Những điều trước đây tưởng như gần như không thể xảy ra, như bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran, việc họ cùng với Ả Rập và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất gia nhập nhóm BRICS Syri trở lại gia đình Ả Rập, giờ đây đã trở thành sự thật. Nhắc lại mùa xuân Ả Rập cách đây hơn 10 năm, sự tức giận bùng nổ với hàng vạn người dân Tunisia thuộc tầng lớp người lao động, nghèo khổ đã làm nên cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có trong lịch sử nước này. Khởi đầu phong trào biểu tình phản đối chính phủ, buộc Tổng thống Ben Ali phải nhường lại chính quyền. Từ Tunisia, các cuộc biểu tình nhanh chóng trở thành cuộc lật đổ bén rễ khắp các quốc gia trong khu vực như Ai Cập, Bahrain, Yemen, Libya và Syria. Phong trào biểu tình mùa xuân Ả Rập đã làm lung lay quyền lực của bốn nhà lãnh đạo trong khu vực, trong đó ba người phải ra đi và chỉ một người trụ lại được. Giới phân tích đã chỉ rõ rằng các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập sở dĩ được triển khai nhanh chóng và huy động được số lượng người tham gia đông đảo, đặc biệt là giới trẻ, chính là nhờ sự giúp sức hiệu quả của mạng xã hội với phương tiện rất thông dụng là chiếc điện thoại di động thông minh và các ứng dụng web dễ truy cập, dễ dàng đánh bài các cấu trúc bảo mật của nhà nước. Đáng quan tâm nhất là những cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập đã biến tướng thành cuộc nội chiến tại một số quốc gia như Libya, Syria, Yemen với sự can thiệp từ bên ngoài, gây bất ổn định nghiêm trọng về an ninh, chính trị không chỉ cho quốc gia sở tại mà còn ảnh hưởng lan ra các nước trong khu vực, kể cả châu Âu do làn sóng người tị nạn chiến tranh. Hàng triệu người Syri mất nhà cửa, điều kiện sinh sống đã tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani và cả châu Âu, khiến cho những nơi này phải chịu áp lực từ gánh nặng xã hội phải chăm lo cho họ. Điều đáng buồn cho mùa xuân Ả Rập ở Ai Cập là sau khi phản đối lật đổ hai vị tổng thống, xã hội lại trở về với sự lãnh đạo hà khắc mới, vẫn bị cấm đoán và kiểm soát chặt chẽ nhiều vấn đề tương tự như trước khi có mùa xuân Ả Rập. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 9 tháng 12 đưa tin, Bình Nhưỡng quyết tâm phóng thêm các vệ tinh trinh sát trong tương lai. Các vệ tinh này sẽ được mô phỏng theo vệ tinh Malijong 1 mà Triều Tiên phóng vào tháng 11. Bài viết cho biết, chúng ta sẽ phải đưa nhiều vệ tinh trinh sát lên quỹ đạo trong tương lai gần, thu thập tất cả thông tin liên quan hoạt động quân sự của các thế lực chống lại Triều Tiên. Nếu cần thiết, chúng sẽ làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt chúng ta đến một cuộc tấn công cực mạnh đồng thời nhấn mạnh rằng việc phát triển không gian hoàn toàn vì mục đích phòng vệ. Trước đó Triều Tiên đã phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự Maliyong 1 sau hai lần phóng thất bại. Thành công này đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Bình Nhưỡng. Các vệ tinh trinh sát sẽ giúp Bình Nhưỡng nhận được cảnh báo sớm hơn bình thường nếu xảy ra các đòn tấn công từ phía Hàn Quốc và Mỹ. Diễn biến này khiến Mỹ và các đồng minh châu Á lo ngại, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trong vụ phóng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức một cuộc họp ba bên tại Seoul vào ngày 9 tháng 12 để thảo luận về Triều Tiên và các vấn đề toàn cầu khác. Trong một bài đăng khác trên KCNA, Ro Ju Hyun, người được hãng này mô tả là nhà phân tích các vấn đề quốc tế, đã chỉ trích Hàn Quốc vì liều lĩnh viện trợ quân sự cho Ukraine. Bình luận đưa ra sau thông tin Hàn Quốc gián tiếp cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine và là nhà cung cấp đạn pháo cho Ukraine lớn hơn tất cả các quốc gia châu Âu cộng lại, chỉ sau Mỹ. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố có thông tin cho thấy Triều Tiên cũng đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể đạn pháo trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, theo hãng thông tấn RIA Nga, giới chuyên gia quân sự Hàn Quốc nghi ngờ Nga hỗ trợ Triều Tiên sửa đổi hệ thống động cơ phóng giúp Bình Nhưỡng phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự tối 21 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo hãng thông tấn John Hap, Hàn Quốc, các chuyên gia Hàn Quốc cũng nghi ngờ Triều Tiên có thể gửi đạn pháo để hỗ trợ Moscow tại chiến trường Ukraine. Đổi lại, Nga giúp Bình Nhưỡng phóng hoặc vận hành các vệ tinh trinh sát. Theo các chuyên gia Hàn Quốc, Bình Nhưỡng liên tục thất bại ở hai lần phóng vệ tinh trinh sát trước đó, lần lượt vào các ngày 31 tháng 5 và 24 tháng 8, do các vấn đề về nhiên liệu đẩy trong quá trình phóng. Thế nhưng chỉ trong 3 tháng, Triều Tiên đã có thể khắc phục được lỗi mà ở cả hai lần phóng trước đều gặp phải. Kênh truyền hình Quan TV của Nga công bố video xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley thu được của Ukraine trong tình trạng nguyên vẹn đang cất giấu tại một nhà kho ở tỉnh Lugan, đồng thời tiết lộ thông tin về kế hoạch được các đơn vị nước này tiến hành để kéo phương tiện về hậu phương ngay dưới làn hỏa lực đối phương. Truyền hình Nga cho hay, binh sĩ thuộc cánh quân trung tâm bắn đứt xích chiếc Bradley trong trận đánh gần thành phố Adipka thuộc tỉnh Donetsk hồi cuối tháng 11. Tổ lái Ukraine bỏ xe và rút lui về hậu phương. Các đơn vị hậu cần kỹ thuật và trinh sát đã cùng xây dựng kế hoạch thu giữ xe. Vào thời điểm bị trúng đạn, xe Bradley của Ukraine nằm trong vạt rừng ở vùng xám, thuật ngữ chỉ những khu vực tranh chấp giữa hai bên, cách phòng tuyến Nga khoảng 500 mét truyền hình Nga cho biết nhóm binh sĩ Nga phải di chuyển trong đêm tối mà không bật đèn pha ở khu vực có nhiều bãi mìn và liên tục bị lực lượng Ukraine công kích. Sau khi rời đi được vài km, họ chứng kiến pháo binh đối phương bắn phá dữ dội vào khu vực đó sử dụng cả đạn chùm. Kế hoạch tịch thu thiết giáp Bradley kéo dài trong khoảng 2 giờ, toàn bộ những người tham gia đều được trao huân chương dũng cảm. Theo nhiều thông tin, trong hai tháng qua, Nga đã dồn dập tấn công các vị trí kiên cố của Ukraine xung quanh Adipka, cách Donetsk, thành phố lớn nhất do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, vài km về phía bắc. Kể từ đầu tháng 10 năm 2023, các lực lượng Nga đã tiến được hơn 1 km, nhưng các quan chức Anh cho rằng Moscow đã phải chịu tổn thất lớn. Hiện Nga đang dồn sức bao vây thị trấn Adipka từ nhiều hướng. Ông Vitaly Barabat, người đứng đầu chính quyền quân sự của Adipka do Ukraine bổ nhiệm nói rằng tình hình tại thị trấn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cường độ các cuộc đụng độ đã gia tăng trong suốt thời gian dài. Đối phương đang cố gắng tấn công từ mọi hướng. Nếu Nga củng cố được lợi thế, thì các bước tiến của Moscow sẽ khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong các chiến hào ở khắp trung tâm Adipka, dưới đáy của vùng địa hình có dạng phễu, rộng chưa đầy 15 km và đối mặt với nguy cơ bị bao vây nhưng các cơn bão mùa đông khắc nghiệt đang quét qua ukraine có thể kìm hãm đà tấn công của nga adipka có một nhà máy công nghiệp quy mô lớn nơi sản xuất than cốc và là một thành phần thiết yếu trong quy trình sản xuất thép thép là kim loại quan trọng cho việc chế tạo vũ khí và năng lực sản xuất vũ khí của cả nga lẫn ukraine có thể quyết định quỹ đạo tương lai của cuộc xung đột vẫn chưa rõ giao tranh sẽ kéo dài bao lâu ukraine vẫn đang chống trả quyết liệt còn nga ngày càng thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn và thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát Adipka bằng mọi giá. Việc chiếm được Adipka cũng sẽ mở đường cho người Nga tiến tới Pokrov, một thành phố lớn hơn. Các nguồn tin của Nga và Ukraine đều cho biết quân đội Ukraine ở trong thành trì Adipka vẫn nhận được hàng tiếp tế, nhưng việc Nga kiểm soát khu công nghiệp của thành phố sẽ khiến nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững phòng tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các máy bay không người lái, UAV cỡ nhỏ đã trở thành mối đe dọa đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Không chỉ Ukraine mà cả Nga cũng phải tìm mọi cách đối phó với mối đe dọa ngày càng phổ biến trên chiến trường này. Một đoạn video gần đây cho thấy UAV của Ukraine âm thầm theo dõi các hệ thống phòng không của Nga. Những chiếc UAV như vậy có thể tấn công trực tiếp hoặc chỉ điểm cho pháo binh khai hỏa chính xác vào mục tiêu Nga. Báo cáo dài 193 trang của giáo sư Sergei Makarenko thuộc Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg, Lety đã chỉ ra điểm yếu của hệ thống phòng không Nga trong việc đối phó với máy bay không người lái. Báo cáo đề cập hiệu quả của các hệ thống phòng không Nga như hệ thống phòng không tầm ngắn Panzer S1, pháo phòng không tự hành Tunguska, hệ thống tên lửa đất đối không Thor, hệ thống phòng thủ tầm gần Srela-10 và hệ thống phòng không vác vai Igla-S. Các hệ thống phòng không này đều thất bại khi đối phó với UAV ngay cả những tính năng phức tạp mà các nhà phát triển công bố cũng chưa được xác nhận đầy đủ trên thực tế. Theo ông Makarenko, việc bắn hạ các UAV cỡ nhỏ là bất khả thi trên thực tế vì radar của Nga không thể nhìn thấy chúng. Các radar chiến thuật của Nga được thiết kế để phát hiện các máy bay cỡ lớn, di chuyển nhanh chứ không phải là các mục tiêu nhỏ, di chuyển chậm. Ông Makarenko cho hay, kết quả thử nghiệm thực địa cho thấy radar phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không Thor chỉ có thể phát hiện các UAV nhỏ ở phạm vi 3 đến 4 km do đó hệ thống cho không thể phát hiện ra UAV trừ khi chúng ở đủ gần nhưng khi đó sẽ khó bắn hạ UAV hơn. Báo cáo cho hay thực tế sử dụng hệ thống cho để bắn hạ mục tiêu cỡ nhỏ cho thấy hiệu quả tương đối thấp nguyên nhân chính là do hệ thống kiểm soát kích nổ đầu đạn đất đối không không hoàn hảo và có sai số lớn trong việc theo dõi mục tiêu và dẫn đường tên lửa vào các máy bay không người lái cỡ nhỏ. Penser cũng gặp phải vấn đề tương tự kết quả thử nghiệm thực địa cho thấy việc bắn tên lửa vào các UAV cỡ nhỏ trên thực tế là không thể. Khi hệ thống phát hiện ra UAV, thì mục tiêu đã nằm trong tầm bắn tối thiểu của tên lửa, khiến chúng không thể bắn trúng. Một vấn đề khác của các hệ thống phòng không này là phải bắn rất nhiều đạn để tiêu diệt một UAV cỡ nhỏ. Ông Makarenko phân tích, về cơ bản có thể sử dụng các quả đạn của hệ thống phòng không để chống lại UAV, nhưng do UAV có kích thước nhỏ nên khả năng chúng bị bắn trúng là khá thấp. Trong một cuộc thử nghiệm vào năm 2020, khẩu đội Panzer đã khai hỏa vào một UAV di chuyển chậm nhưng đã không đánh trúng mục tiêu mặc dù đã bắn nhiều loạt đạn. Tunguska cũng gặp phải vấn đề tương tự. Hệ thống này cần bắn rất nhiều loạt đạn mới có thể bắn trúng UAV. Ông Makarenko nói, khi bắn vào một chiếc UAV mini loại Aquila ở khoảng cách 3 km để đạt được giá trị xác suất có điều kiện bắn trúng mục tiêu bằng 0,5 thì cần tiêu tốn từ 4.000 đến 13.000 quả đạn pháo. Tunguska có thể bắn 5.000 viên đạn mỗi phút từ hai khẩu pháo nhưng chỉ mang được tổng cộng 1.904 viên đạn. Dựa trên dữ liệu này, UAV phải bay lượn trong tầm bắn đủ lâu để người điều khiển phòng không Nga xả đạn, nạp lại và sau đó tiếp tục bắn thì mới có 50% cơ hội bắn trúng. Tên lửa tầm nhiệt Strela cũng gặp khó khăn trong việc khóa mục tiêu vào UAV cỡ nhỏ vì chúng có tín hiệu hồng ngoại thấp. Ông Makarenko cho biết thêm, hầu hết các tên lửa tầm nhiệt đất đối không của Nga đều được trang bị ngòi nổ tác động, hiệu quả cao khi đối phó với các mục tiêu lớn như máy bay nhưng không hiệu quả với mục tiêu cỡ nhỏ như UAV. Một số tên lửa được trang bị ngòi nổ cận đích Số lượng mảnh đạn ít sẽ là cách tốt nhất để tiêu diệt máy bay lớn, nhưng chúng lại dễ dàng bắn trượt UAV cỡ nhỏ. Các hệ thống phòng không hiện tại của Nga cũng thật sự không hiệu quả khi đối phó với UAV bầy đàn. Tác giả nhận định, số lượng mục tiêu bắn hạ đồng thời của Panzer S2 là 3 và của Tom M2 là 4. Trong trường hợp này, các mục tiêu bị bắn hạ đồng thời phải nằm trong vùng quan sát của radar dẫn đường. Kết quả là không thể bắn hạ đồng thời nhiều mục tiêu tấn công từ các hướng khác nhau. Ông Makarenko tính toán rằng một hệ thống phòng không tiêu chuẩn sẽ nhanh chóng cạn kiệt đạn dược mà không ngăn chặn được một bầy đàn 15 UAV đang tấn công. Ông Makarenko cho biết thêm, các UAV hạng nhẹ và giá rẻ có thể làm tê liệt bất kỳ lực lượng phòng không nào. Hiện nay Nga cũng đang thử nghiệm nhiều giải pháp khác để đối phó với UAV như các hệ thống tác chiến điện tử để áp chế và làm chệch hướng các UAV cỡ nhỏ mang chất nổ của Ukraine. Moscow thậm chí còn thử nghiệm các thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến RP-377 được thiết kế để chặn các tín hiệu kinh đổ bom ven đường được kích hoạt bằng sóng vô tuyến trên xe tăng và các phương tiện khác nhằm ngăn chặn các tín hiệu điều khiển UAV